Phạm Nhật Vũ để bắt con gái cựu thủ tướng Dũng. Bài viết được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Vụ Mobifone mua AVG tưởng như đã chính thức đóng hồ sơ vào cuối năm 2018, khi Hội nghị Trung ương 9 đã chỉ cách hết chức vụ đối với cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son, nhưng lại không đụng chạm gì đến người đồng chí cùng chiến hào và cùng chức vụ với Son là Trương Minh Tuấn. Thậm chí là sau hội nghị này, Tuấn vẫn giữ nguyên được cái ghế phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương như một lá bùa hộ mệnh. Trước đó, những cái tên quan chức bị đóng hòm chỉ là giới lãnh đạo của Mobifone như Cao Duy Hải, Lê Nam Trà, Phương Anh và quan chức quản lý Phạm Bình Trọng, nhưng không hề hiện ra cái tên Phạm Nhật Vũ. Lãnh đạo công ty AVC và là em trai của tỷ phú đô la số 1 Việt Nam là Phạm Nhật Vượng. Về phần mình, Phạm Nhật Vượng có vẻ như đã làm những gì có thể cho em trai mình. Gần 8.000 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi đã được nộp lại cho đảng như một cách khắc phục hậu quả. Ngân sách rốt cuộc đã thu hồi tiền và chẳng mất mát cái gì. Theo lẽ thường tình của bộ máy pháp đình xã hội chủ nghĩa, vụ việc hay vụ án chỉ dừng lại ở đó và chỉ mang tính cảnh cáo răn đe là chính, chứ không phải là một cuộc truy đuổi hình sự rốt ráo như cái cách mà Bộ Công an mới khởi tố và tống giam Phạm Nhật Vũ vào trung tuần tháng 4 năm 2019. Trong bối cảnh ấy, tội danh đưa hối lộ được quy về Phạm Nhật Vũ rất đồng pha với việc hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội danh nhận hối lộ. Là một động thái tố tụng hình sự mới tinh và khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Tuy đa số dư luận vẫn ủng hộ phương án tổng tịch phải xử lý nghiêm vụ Mobifone AVG bằng tòa án, chứ không phải là các cuộc họp chi bộ chỉ để kiểm điểm. Vì sao vụ Mobifone AVG được khơi lại mà lại khơi theo cái cách dám bắt cả em trai của một tỷ phú đang sở hữu một tập đoàn kinh tế tư nhân, không chỉ có thế khuynh đảo nền kinh tế Việt Nam mà còn được xem là chỗ dựa của nhiều quan chức cao cấp? Phạm Nhật Vũ có phải là nhân vật cuối cùng bị bắt trong Mobifone mua AVG? Hay có những nhân vật khác và chúa tể hơn sẽ tiếp nối? Phải chăng cái đích trong vụ Mobifone mua AVG mà Nguyễn Phú Trọng nhắm tới phải là sâu chúa, còn những Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng chỉ là loại làm thuê? Hãy nhìn lại một nhân vật mà từ đầu đến cuối được xem là tổng đạo diễn vụ Mobifone mua AVG là Nguyễn Thanh Phượng. Công chúa nắm vai trò gì? Theo một số thông tin xuất hiện rải rác trên mạng xã hội, bắt đầu từ năm 2015 và đặc biệt là nổi bật vào đầu năm 2018, khi Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG, Nguyễn Thanh Phượng, nguyên chủ tịch Ngân hàng Bản Việt, đã đưa Lê Nam Trà lên ghế chủ tịch Mobifone để cùng với Phạm Nhật Vũ tính kế vụ AVG. Chỉ đạo 4 công ty định giá trong việc nhào nặn số liệu để đưa AVG lên mức giá cao hơn 9 lần giá trị thực. Khi bị khởi tố bắt giam, chắc chắn Phạm Nhật Vũ sẽ khai ra danh sách các quan chức nhận tiền lãi quả của vụ AVG, người ít thì nhận vài chục tỷ, người nhiều thì nhận đến gần ngàn tỷ. Có 4 đơn vị tư vấn thẩm định giá thương vụ mafia AVG là công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, thẩm định là 24.548 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC thẩm định 33.299 tỷ đồng. Hà Nội Value thẩm định 18.519 tỷ đồng. Còn công ty tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX đưa ra con số thẩm định là 16.565 tỷ đồng. Trong đó giá trị tài sản hữu hình là 3.117 tỷ đồng, giá trị tài sản vô hình ngoài bảng cân đối kế toán là 13.448 tỷ đồng. Sau đó kết quả định giá của AMAX được Mobifone sử dụng để đàm phán mua 95% cổ phần AVG với số tiền 8.889 tỷ đồng. Trong khi AASC và VCBS đều là những phương tiện lớn, thì Hà Nội Value và AMAX đều là những công ty rất nhỏ. Vốn điều lệ của Hà Nội Value chỉ là 1 tỷ đồng và của AMAX chỉ là 3,8 tỷ đồng. Với khả năng tài chính như vậy, việc Hà Nội Value và AMAX được tham gia tư vấn cho một dự án lớn tính bằng trăm triệu đô, đến tỷ đô như vậy thì thật là kỳ quái. Chỉ một năm sau khi thương vụ thẩm định giá trên hoàn thành, Hà Nội Value đã chuyển thành công ty mỹ viện chuyên chăm sóc sắc đẹp, còn AMAX vẫn là một công ty nhỏ với vốn điều lệ giữ nguyên 3,8 tỷ và gần như không có gì nổi bật sau khi nhận một thương vụ rất lớn như thế. Người đại diện pháp lý và là tổng giám đốc là Võ Văn Mạnh, một thạc sĩ giảng dạy tại Fulbright. Ngay sau khi kết luận thanh tra vụ Mobifone AVG của Thanh tra Chính phủ nhận được sự chấp thuận của Chính phủ để chuyển sang cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, một hiện tượng đáng chú ý là một số tờ báo nhà nước đã xoáy vào trách nhiệm của công ty tư vấn thẩm định giá vụ AVG.
vụ ABC, đặc biệt là đặt dấu hỏi Amac là công ty nào, trong khi không quan tâm lắm đến vai trò của các công ty tư vấn lớn hơn nhiều là AASC và VCBC. Một luồng dư luận cho rằng manh mối ở đây Amac chính là công ty của Phượng, dù Phượng không hề đứng tên hay sở hữu chút cổ phần nào ở đó. Và ba đơn vị kia chỉ là chân gỗ được sắp xếp vào và cố tình hét giá cao nhất để Amac được nhận làm kết quả. Điểm cuối cùng của những bài điều tra chắc chắn sẽ là Amac, nói đúng hơn là tìm đến công chúa Nguyễn Thanh Phượng. Nguyễn Thanh Phượng lại là con gái ruột của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sâu chúa là những ai? Vào năm 2015 và ngay trước đại hội 12 của Đảng Cầm Quyền, trên mạng xã hội xuất hiện một bản giải trình 12 điểm được cho là của ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó còn là thủ tướng, gửi Tổng Bí thư vào Bộ Chính trị. Trong đó có nội dung giải trình về tài sản của cháu Nguyễn Thanh Phượng và việc bà Phượng lấy chồng là con trai của một quan chức thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng việc bà Nguyễn Thanh Phượng không có tên trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ vào tháng 3 năm 2019 cho thấy một khả năng không chỉ bà Nguyễn Thanh Phượng có thể thoát vụ Mobifone ABC mà còn cả cha con Nguyễn Tấn Dũng vẫn tạm thời an toàn. Từ tạm thời có lẽ là hợp lý nhất trong một chính trường luôn xáo trộn, nơi mà những hứa hẹn, cam kết luôn đầy sắc thái ma mị và có thể bị hủy bỏ, lộn ngược vào bất kỳ lúc nào. Nhưng giờ đây, thế đang lộ ra sự lộn ngược của nó, khi một lý lẽ như đinh đóng cột đang dần hiện ra là đã bắt Tuấn và Vũ, không thể không bắt Phượng. Bởi theo logic vốn phải thế, một khi Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã khai rằng nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ, thì sẽ đến lượt Vũ và hai nhân vật của Amac vừa bị bắt cùng với Phạm Nhật Vũ, là giám đốc Amac Võ Văn Mạnh, và nhân viên phải khai ra ai là tổng đạo diễn vụ Mobifone MOAVG. Trước đó, dường như Nguyễn Phú Trọng đã không có được những lời khai đắt giá ấy từ hai phiên tòa xử Đinh La Thăng vào đầu năm 2018 và cả từ đại gia ngân hàng Trần Bắc Hà, kẻ được xem là thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng. Cũng bởi thế, 2018 là năm mà ông Trọng loay hoay với những vụ án lớn, nhưng chỉ lớn và kéo dài đến nửa đoạn đường, dẫn đến cửa nhà cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cái còn thiếu là bằng chứng theo nguyên tắc án tại hồ sơ. Vụ Mobifone MOAVG là sự tiếp nối của vụ Junin 2, tập đoàn dầu khí Việt Nam có nhiều dấu hiệu hối lộ lên đến 584 tỷ đô la cho các quan chức Venezuela để nhận được quyền khai thác dầu khí tại mỏ Junin 2. Cả hai đều phảng phất bóng dáng của Nguyễn Tấn Dũng. Dấu hỏi còn lại là Nguyễn Thanh Phượng có phải là sâu chúa mà Trọng muốn bắt hay không, hay còn ai nữa? Logic là thế, nhưng thực tế diễn biến ra sao thì lại phải chờ tổng tịch có qua được cơn hiểm nghèo tai biến vừa xảy ra với ông ta tại Kiên Giang, nơi được xem là căn cứ địa cách mạng của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 14 tháng 4 năm 2019 hay không. RFA đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Ngọc Già về khả năng vụ án sẽ mở rộng đến cửa nhà bà Nguyễn Thanh Phượng hay không. Ông cho rằng, tôi không nghĩ rằng có thể lôi được Nguyễn Thanh Phượng vô, mà thậm chí là có thể buộc phải trả tự do cho Phạm Nhật Vũ bởi chính trị luôn có sự bất ngờ và nền tư pháp cũng như hệ thống pháp luật của Việt Nam không đơn thuần là pháp lý mà nó bị chính trị hóa quá nặng rồi. Sau Phạm Nhật Vũ sẽ là ai? Bài viết được đăng trên trang Á Châu Tự Do. Ngày 12 tháng 4 năm 2019, ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ. Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng với nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone Lê Nam Trà và cựu Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải nhận quyết định bổ sung tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà ông Võ Văn Mạnh, Giám đốc, và ông Hoàng Duy Quang, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư thẩm định Amac về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 220 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với vai trò là đồng phạm. Công ty Amac là một trong bốn công ty được chọn để tư vấn định giá trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần APG. Việc bắt giữ những nhân viên liên quan đến vụ mua bán trị giá hàng ngàn tỷ đồng chỉ mới thực hiện sau khi báo cáo kết luận sai phạm về vụ mua bán này của Thanh tra Chính phủ đã được công bố từ tháng 3 năm 2018. Thanh tra Chính phủ kết luận vụ mua bán đã làm thất thoát tiền của nhà nước đến 7.000 tỷ đồng. Vì sao đến bây giờ, công an mới bắt Phạm Nhật Vũ, cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định? Có hai khả năng, một là cuộc đấu tranh chống tham nhũng bị nhiều sức ép, cho nên bây giờ phải khởi tố tiếp những vấn đề trước đây chưa đụng tới. Thứ hai là khi bị tạm giam thì các bị can bắt trước đây khai ra Phạm Nhật Vũ đưa hối lộ, cho nên phải khởi tố và bắt giam Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ. Khả năng nhiều là cơ quan điều tra có bằng chứng Phạm Nhật Vũ đưa hối lộ
và các bị can đang bị tạm giam nhận hối lộ, nên cơ quan điều tra bổ sung quyết định khởi tố đối với hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn về tội nhận hối lộ. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già thì cho rằng trong Bộ Chính trị phải có sự cân não rất lớn khi quyết định bắt Phạm Nhật Vũ, bởi Phạm Nhật Vũ là em ruột của Phạm Nhật Vượng, hai tỷ phú rất nổi tiếng ở Việt Nam. Vụ án AVG được dư luận bắt đầu quan tâm vào đầu tháng 8 năm 2016 khi Thường trực Ban Bí thư Trung ương lúc đó là ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo thanh tra lại vụ Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG. Sự việc sau đó chìm vào im lặng, không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến kết quả thanh tra trừ quyết định tuyên chuyển ông Lê Nam Trà, Tổng Giám đốc Mobifone về công tác tại Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng lúc bấy giờ đưa ra suy luận của mình. Cũng có những lời đồn đoán là trong vụ này có liên quan đến trách nhiệm của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Không biết đó có phải là lý do đặc biệt hay không mà cho đến mãi gần đây vụ này mới tương đối êm ả. Có những lời thanh minh cho bà Phượng là không dính dáng gì đến vụ Mobifone mua AVC. Bà Nguyễn Thanh Phượng là người sáng lập công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt VCSC và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng. Tháng 2 năm 2012, bà Nguyễn Thanh Phượng chính thức giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt, Việt Capital Bank. Bà cũng là thành viên sáng lập của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt và công ty chứng khoán Bản Việt. Tháng 9 năm 2015, công ty đầu tư chứng khoán Bản Việt VCSC được chỉ định thầu thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa IPO cho Mobifone. Đến ngày 27 tháng 4 năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi. Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng do ông chủ trì. Sau chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng thì một loạt quan chức bị bắt. Tháng 7 cùng năm, ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, cán bộ Văn phòng Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông bị khởi tố và bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. 4 tháng sau, đến lượt ông Cao Duy Hải, cựu Tổng Giám đốc Mobifone và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc bị bắt để điều tra vì liên quan đến sai phạm trong thương vụ mua 95% cổ phần AVG. Tháng 2 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam và cho xét nhà hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến thương vụ mua bán AVG. Khi ông Phạm Nhật Vũ bị bắt hôm 12 tháng 4 vừa qua, dư luận cho rằng vụ án sắp sửa nóng lên như cái lò của ông Trọng, thì ông Nguyễn Đăng Quang lại không lạc quan lắm cho bước tiếp theo. Tiếp theo thì sẽ có nhiều khả năng mở ra hoặc là mở rộng vụ án nếu cơ quan điều tra quyết tâm và có bằng chứng, hoặc là tạm dừng ở đó vì theo họ thì chống tham nhũng thế là đủ rồi, để chờ xem. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già thì cho rằng vụ AVG hay là những vụ chống tham nhũng khác sẽ đi vào ngõ cụt và chiến dịch đốt lò của ông Trọng sẽ thất bại bởi nó là bản sao đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nhưng không hề thương tích. Ông dẫn chứng những yếu tố mà Việt Nam sẽ không thể thực hiện chiến dịch đả hổ diệt ruồi như Trung Quốc. Thứ nhất là về kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới, trong khi kinh tế Việt Nam thì chả là gì với thế giới. Thứ hai là Tập Cận Bình thâu tóm được quyền lực, còn Nguyễn Phú Trọng thì không, mặc dù ông ta đã nắm thêm được chức chủ tịch nước. Thứ ba là tầm ảnh hưởng quốc tế, thì Nguyễn Phú Trọng hầu như không có gì so với ông Tập Cận Bình. Thứ tư là Tập Cận Bình thu phục được nhân tâm với việc thu hồi Giang Sơn về một khối thông qua tranh chấp biển đảo với các nước trong khu vực. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì không hề có. Thứ năm là uy tín cá nhân. Tập Cận Bình chưa hề có vết nhơ nào trong việc bao che cho cánh hậu, trong việc chống tham nhũng. Còn Nguyễn Phú Trọng thì quá nhiều, ví dụ cho chúng ta thấy, như vụ Võ Kim Cự, vụ Mường Thanh, vụ tập đoàn FLC. Ông Võ Kim Cự, nguyên chủ tịch, nguyên bí thư tỉnh Hà Tĩnh, được cho là người trực tiếp vận động đưa dự án Formosa về Hà Tĩnh, cấp phép cho thuê đất 70 năm vượt thẩm quyền, nhưng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hợp thức hóa năm 2008. Sau khi rời Hà Tĩnh một cách bình an vô sự, cuối năm 2015, ông Cự đã tiếp tục đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Còn vụ Mường Thanh thì được báo chí trong nước cho là sai phạm từ Bắc đến Nam, nhưng hầu hết các sai phạm sau đó đều được hợp thức hóa. Nhiều dự án nhà cao tầng xây cao hơn mức cho phép hoặc là bán hết cho người mua khi chưa hoàn tất thủ tục theo quy định. Ngoài ra còn hàng loạt sai phạm tại các dự án ngàn tỷ của đại gia Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, như chuyển đổi đất rừng làm sân golf trái quy định tại Thanh Hóa, hay là việc triển khai xây dựng các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trải dọc theo đường bờ biển từ Bắc vào Nam, gây nên những mối đe dọa về vị trí an ninh quốc phòng. Nhưng bản thân ông Quyết và tập đoàn FLC vẫn bình yên vô sự. Trong một lần trò chuyện với RFA về những đồn đoán trong dư luận về vai trò của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ AVG, ông Phạm Chí Dũng nêu câu hỏi rằng, giả thuyết đặt ra nếu bà Nguyễn Thanh Phượng dính dáng sâu đến vụ Mobifone AVG thì thế nào? Liệu bà ta có bị khởi tố, thậm chí là bị bắt tạm giam hay không? Đó cũng là câu hỏi mà dư luận quan tâm khi đến hôm nay ông Phạm Nhật Vũ bị bắt, vụ án liệu sẽ được tiếp tục như thế nào? RFA đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Ngọc Già về khả năng vụ án sẽ mở rộng đến cửa nhà bà Nguyễn Thanh Phượng hay không. Ông cho rằng, tôi không nghĩ rằng có thể lôi được Nguyễn Thanh Phượng vô, mà thậm chí là có thể buộc phải trả tự do cho Phạm Nhật Vũ bởi chính trị luôn có sự bất ngờ và nền tư pháp cũng như hệ thống pháp luật của Việt Nam không đơn thuần là pháp lý mà nó bị chính trị hóa quá nặng rồi.